Trong ngày 27 tháng 7, 50 thanh niên thuộc đoàn cơ sở Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư An Giang và chi đoàn ban quản lý khu du lịch Núi Cấm đã mang theo bao đựng rác men theo suối Thanh Long nhặt rác, đó là những vỏ chai nước suối, các ly nhựa, hộp cơm, túi ni lông đựng thực phẩm do du khách thiếu ý thức vứt bừa bãi sau khi sử dụng, một số vỏ hộp bên trong còn thức ăn thừa nên bốc mùi hôi, tối ảnh hưởng nghiêm trọng môi trường khu du lịch, vừa thu dọn rác, các bạn trẻ vừa tuyên truyền đến người dân trên núi, hàng quán kinh doanh nên có ý thức bảo vệ môi trường không vứt rác bừa bãi dọc theo suối Thanh Long và tuyến đường bộ lên núi Cấm để giữ cảnh quan cho núi đẹp hơn. Trước đó, trong 3 ngày, từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 7, hơn 260 lượt người thuộc các tổ, đội nghiệp vụ, công đoàn, chi đoàn thuộc ban quản lý khu du lịch núi Cấm cùng lực lượng tình nguyện, các cá nhân hành nghề vận chuyển hành khách đã ra quân tổ chức thu gom rác thải các loại trên trên núi Cấm. Giám đốc trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư An Giang Lê Trung Hiếu cho biết, đây là các hoạt động nhằm giữ môi trường sinh thái trên núi Cấm để cảnh quan thông thoáng không gây khó chịu cho du khách khi đến vui chơi thưởng ngoạn phong cảnh hữu tình trên núi cấm đồng thời qua đó cũng tuyên truyền cho người dân địa phương du khách có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường hơn không quăng xả rác bừa bãi trên núi vừa gây ô nhiễm môi trường vừa làm giảm mỹ quan núi cấm